Giải trí miền Tây chào các bạn đã quay trở lại. Trước hết, cảm ơn cô chú, các anh chị và các bạn đã ủng hộ Giải trí miền Tây, luôn theo dõi Giải trí miền Tây. Hôm nay Giải trí miền Tây cập nhật tình hình hoa kiển Tết năm 2023 nhé. Và giờ đây thì mời cô chú, các anh chị và các bạn hãy xem. Đây là cái hoa trạng nguyên nha các bạn. Cây trạng nguyên thì các bạn làm kiển thì không xa lạ. Và tất cả các bạn ở trong và ngoài nước cũng không xa lạ với cái cây hoa trạng nguyên này. Cái màu rất là đẹp, rực rỡ như thế này cho nên là được chọn làm hoa kiển Tết các bạn ha. Để tiếp theo video thì các bạn hãy bấm đăng ký, like, share, subscribe và bấm vào cái chuông để nhận những cái video mới trước khi chúng ta xem tiếp nhé. Là cái cây trạng nguyên, còn cái ở miền Bắc thì có cái cây người ta gọi là cây quan trạng nha các bạn, thì cũng giống nhau đó. Cái màu sắc rất là rực rỡ, thì đến cái giai đoạn này là còn không lâu nữa là Tết các bạn. Hôm nay là đã 14 tháng 12 âm lịch, tức là còn hơn nửa tháng một tí, tức là khoảng 15-16 ngày nữa là đã Tết rồi các bạn ha. Và hôm nay thì hoa nó đã khoe sắc rồi. Ở đây thì rất là nhiều loại hoa khoe sắc như thế này. Thì để cập nhật cái thông tin như thế này, để cô chú anh chị nào có quan tâm thì muốn đặt hàng thì cứ bình luận số điện thoại ở đây. Để cái này là nhiều nhà vườn mình đi quay để cho cô chú anh chị và các bạn mình cập nhật cái tình hình hoa Tết như thế này ha. Và mình muốn mua thì cứ nhắn tin để mình liên hệ với chủ vườn, để liên hệ với các bạn và giao hàng cho các bạn nhé. Đó, thì cái cây trạng nguyên này đặc điểm là các bạn chơi qua Tết, các bạn cắm lại nó vẫn đẹp bình thường. Và cái giá nó ưu đãi không có mắc. Thì cái giá của cây năm nay thì nó cũng bình quân. Tuy rằng năm nay người ta chơi Tết rất nhiều, nhưng mà cái giá cây nó cũng không cao ha. Và tiếp theo là cái cây hoa nho thu hải đường. Đây các bạn nhé, hoa thu hải đường. Thì bây giờ ở những cái nhà vườn người ta trồng cái này rất là đẹp các bạn. Và cái này mình trưng Tết cũng rất là đẹp, bởi vì nó thu hút ở cái điểm là cái màu hoa nó đỏ, đẹp và dễ chăm sóc. Cái hoa thu hải đường này các bạn ở miền Bắc thì trồng cũng rất nhiều nha các bạn ha. Thì bây giờ các nhà vườn cũng người ta cũng đặt hàng cũng một số rồi, và cũng còn lại một ít. Các bạn nào thích cái loại này thì cũng cứ nhắn tin và để lại số điện thoại, để nhà vườn mình có thể liên hệ trực tiếp với các bạn để có thể đến vườn để tham quan mua cũng được nha các bạn ha. Thì hôm nay mình đây cái hoành của chậu khoảng 3 tấc mấy thôi. Một chậu hoa thu hải đường này cái giá ở cái thời điểm này thì cũng tầm trăm ngoài nha các bạn ha. Một cặp thì nó cũng tầm 200 mấy 300. Mình cũng nói luôn cái theo cái yêu cầu của cái nhà vườn, người ta có yêu cầu như vậy. Để các bạn tiện theo dõi, những bạn nào mà thứ nhất cái mình đưa lên như vậy để các bạn nào mình đang quan tâm đến cái nhu cầu của hoa Tết thì mình cứ xem để mình biết giá cả luôn các bạn ha. Và những bạn mà mình đang trồng hoa hoặc mình chơi hoa thì mình biết được cái thời điểm này nên làm gì đối với cái những cái bông hoa như thế này. Thì theo bác thì cái hoa này bác cũng mới vô phân, cho nên là nó cũng có một số, tức là nó chưa có bật mầm. Tuy rằng mình thấy cái hoa nó đẹp như thế này, nhưng mà theo nhà vườn thì chưa đạt yêu cầu của nhà vườn ha các bạn ha. Nó còn đẹp hơn nữa hả. Thì các bạn nào muốn tham quan thì cứ liên hệ với Giải trí miền Tây mà mình được tham quan. Nhưng mà phải sớm nha các bạn, chứ thời điểm này thì cũng xuất một số rồi. Đa số trở về Cà Mau. Nhà vườn ở đây thì có một số trở về Cà Mau và cũng
Tại vì những cái loại hoa này nè các bạn, mình chở đi xa quá thì nó cũng không có không có đạt cái yêu cầu á. Tiếp theo ha, là đây là cái vạn thọ. Vạn thọ này là vạn thọ đỏ một xíu. Cái vạn thọ đỏ này đó các bạn, cái vàng hơi như thế này á, là nó nở sớm hơn so với cái vàng tươi nha các bạn. Cái vàng này vàng nghệ các bạn ha. Thì vạn thọ nó có ba màu, một cái màu gọi là vàng nghệ như thế này, và một cái màu hay là vàng đỏ đó ha, hay là cái màu vàng tươi, hay là cái màu vàng chanh đó. Thì các bạn biết rồi đó, cái màu vàng nghệ này, vàng đỏ này nó sẽ nở sớm hơn và nó giữ được lâu hơn so với các màu khác. Cho nên các bạn trồng cái hoa, cái màu vàng nghệ ở cái giai đoạn này thì mình cho nó nở như thế này là được nha các bạn ha. Nó vừa nó giữ được lâu hơn. Đó, thì đây tới Tết thì cũng còn hơn 10 ngày nữa các bạn là mình ra chợ rồi. Cho nên là như thế này nó cũng vừa rồi các bạn ha. Đi phân vừa phải thôi. Mình giữ cái hoa nó là nó vừa. Còn nếu ở những cái chậu hoa mà nó như thế này, nó chưa có nở nhiều, thì mình đi phân hơi mạnh hơn như thế này các bạn. Đó, những cái nụ hoa chưa có nở nhiều thì mình đi phân nó mạnh hơn. Còn cái chậu hoa mà nó đã nở nhiều thì mình đi phân nó sẽ mỏng hơn. Đó là tùy theo cái cách của nhà vườn mình đi phân để phù hợp nha các bạn ha. Thì sẵn đây mình nói sơ về cái vấn đề đó luôn cho những bạn mà mình có những câu hỏi đến giải trí miền Tây đó. Và nói tới đây thì mình mới nhớ tới một cái bạn ở miền ngoài nhắn tin cho mình hỏi là bây giờ cái vườn của bạn đó, nó ở chỗ quê của bạn giờ không có nắng, nó lạnh quá làm sao. Thì cũng có một số kỹ thuật anh em người ta bật gọi là xông đèn đó các bạn. Thì bạn có thể xem hướng dẫn cái cách xông đèn nha các bạn. Người ta xông đèn và hoa nó nở. Đó, những cái hoa nở trễ thì người ta dùng cái biện pháp xông đèn nha các bạn ha. Tiếp theo là cái hoa vàng chanh. Đó, vàng rất là đẹp, tươi như thế này nha các bạn. Thì cái hoa vàng chanh này mình cũng có thể giữ được lâu. Cho nên là mình có thể cho nó nở sớm hơn một chút. Đó, tình hình cái Tết, cái hoa Tết ở cái lúc bây giờ, cái hoa này nó đã nở như thế đó rồi. Cho nên là bà con yêu hoa trên toàn đất nước mình hay là gì đó, mình tham khảo cái hoa ở giai đoạn này ha. Để hoa của mình chưa nở, mà mình có trồng mà mình thấy chưa nở thì có thể trễ rồi. Mình có thể thúc hoa bằng cách là mình bón phân, đi phân nó hơi mạnh hơn để cho nó nở. Hoặc là chúng ta đưa nó ra nắng để nó được nhiều cái ánh sáng hơn, để nó màu nở hơn nha các bạn ha. Để xử lý tùy theo cái tình huống, tùy theo cái trường hợp. Mình cũng cập nhật cái này thường xuyên để cô chú các anh chị và các bạn trên những người quan tâm có thể biết được để áp dụng cho cái nhà vườn của mình cho nó phù hợp. Còn cái vàng tươi đó các bạn, cái hoa vạn thọ vàng tươi đó thì bây giờ nó hơi búp hơn, nó chưa có vàng, nó chưa có nở như thế này. Cái này vàng chanh nha các bạn ha. Cho nên bây giờ vàng chanh và vàng nghệ mình có thể cho nó nở như thế này là được rồi. Nhưng mà với cái nở như thế này mình đi phân nó mỏng nha các bạn. Chứ mình đi phân nhiều quá 10 ngày sau là nó sẽ chuyển màu, nó không được đẹp nữa các bạn ha. Đó là mình cũng chia sẻ một chút xíu cái kỹ thuật của bên nhà vườn. Để những cô chú các anh chị nào mình có theo dõi cái này mình nắm được một chút xíu về cái vấn đề đó. Rồi, hôm nay là 14 thì còn khoảng 15 ngày nữa là hoa nó bắt đầu là nó đẹp. Như thế này là hơi sớm một chút xíu đó các bạn. Cho nên những cái chậu hoa này là nhà vườn người ta đi phân rất là mỏng các bạn ha. Đó. Đi phân rất là mỏng. Đó, ở đây là vườn thì cũng bán được một số rồi các bạn. Cái vườn này cũng bán được một số cho những thương lái rồi, còn lại một số. Cho nên anh em nào cần liên hệ thì cứ liên hệ để mình có hàng bán Tết, hoặc là chúng ta chơi Tết gì đó, hay là đến vườn để tham quan gì đó ở thời điểm này, thì chúng ta đến liên hệ sớm một chút nha các bạn. Chứ không là lên xe chở đi rất là nhiều nha các bạn.
sẽ xuất đi Cà Mau, Bạc Liêu. Ở những cái vùng đó thì ít có hoa. Tiếp theo là cái hoa vàng anh này. Hoa vàng anh này thì các bạn cũng biết rồi. Cái này trồng ở những công trình thì rất là tốt, rất là đẹp. Hoặc là nhà chúng ta trồng ở cái hàng rào, những cái nơi mà để cho cái cây nó lớn, cho nó rộng ra đó các bạn, thì rất là ok ha. Hoa thì quanh năm, chăm sóc thì không cần nhiều. Cái này chúng ta trồng ở những cái hàng rào hoặc là ở gần cái đường lộ đó các bạn, hay là hành lang đường đi, rất là đẹp nha các bạn ha. Ở trong cái khung viên chỗ nào rộng mà chúng ta có một cây để nó lớn rồi, chúng ta để cái bình trà chúng ta uống thì rất là tuyệt vời. Cái giá của cái cây này nó không có không mắc nha các bạn ha, không cao. Cho hoa quanh năm như vậy, to đẹp quanh năm như vậy đó. Hoa vàng anh nhìn rất là đẹp nha các bạn ha. Thì cũng được một số nhà vườn chuẩn bị để chia sẻ với những người tức là bán Tết đó. Thì đặc điểm của cái hoa này nó vàng như vậy thì cái màu nó tươi như vậy, cho nên Tết người ta rất là thích để người ta trang trí cho cái khung viên nhà. Đa phần tại vì cái hoa này gọi là hoa công trình, cho nên người ta trang trí cho cái khung viên nhà ở bên ngoài các bạn ha, chứ người ta không có để ở trong nhà, không có trưng ở trong nhà, mà người ta trưng ở ngoài, ngoài đường lối vào nhà, hoặc là ở ngoài khung viên ở bên ngoài để người ta ngắm cho nó đẹp. Thì cái thời điểm này còn mười mấy ngày nữa, cho nên là cây nó đã khoe sắc như thế này rồi các bạn ơi. Rất là đẹp ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ nói đến cái cây này là cây cúc Đài Loan. Các bạn thấy những chậu cúc Đài Loan hôm nay nó nở rất là đẹp như thế này nè. Đó, các bạn thấy chưa? Đẹp lắm rồi. Và Tết năm nay thì theo những cô chú mà đang kinh doanh trồng hoa thì năm nay có thể hứa hẹn một cái năm bội thu cho những nhà vườn trồng hoa nha các bạn. Có những anh chị nói là bây giờ là người ta đã có người nếu trồng nhiều thì được vài mươi triệu rồi, và là vài chục triệu. Có người trồng nhiều nữa và cái tỷ lệ cái số lượng nó nhiều á các bạn, là người ta có thể thu lên tới hàng trăm triệu. Theo chú nói là một trăm mấy mươi triệu đó các bạn. Tức là mình đi quay này cũng nhiều nhà vườn nha các bạn, để chúng ta thu thập được thông tin, cũng như là cập nhật hàng ngày hàng giờ cái bông hoa Tết 2023 để cô chú các anh chị và các bạn xem kênh Giải Trí Miền Tây để tìm hiểu về cái vấn đề hoa kiểng Tết năm nay như thế nào. Các bạn ha, thì tình hình cái giá cả hoa kiểng ở năm nay thì nó không cao nhưng mà không thấp, vừa để cô chú các anh chị và các bạn mình chơi hoa, nhưng mà cái giá thành đó thì nó cũng đủ để cho bà con trồng hoa sống. Rất đẹp ha các bạn. Hoa cúc Đài Loan đó nở như thế này. Rồi là khi mà gần Tết thì nó sẽ nở to hơn nữa, và cái chậu hoa nó sẽ nhiều hơn nữa ha các bạn. Đó, tại vì nó còn hơn 10 ngày nữa các bạn để người ta chăm sóc. Ở thời điểm này thì một phần là nhà vườn chăm sóc phụ cho cái những người thương lái nha các bạn. Một số giống như cái này là hoa vạn thọ thì những thương lái người ta đã đặt hàng rồi, để riêng ra một cái góc là thương lái đặt hàng rồi, cái số lượng bao nhiêu rồi tới ngày nào sẽ giao thì đến ngày đó thì xe sẽ đến và cô chú bên nhà vườn sẽ lên hàng và đi hả các bạn ha. Và bây giờ thì cái này là những cái hàng này là người ta cũng đang đặt và sẽ vận chuyển đi. Còn những người anh chị cô chú nào cảm thấy là mình muốn kinh doanh mặt hàng này, hay là muốn chơi mặt hàng này, muốn tìm hiểu thì cứ liên hệ với Giải Trí Miền Tây, sẽ đưa cô chú các anh chị và các bạn đến từng nhà vườn để mình tìm hiểu ha. Có thể mình đặt hàng, có thể mình mua một ít về mình chơi Tết cũng được nha ha. Bởi kênh Giải Trí Miền Tây thì để chia sẻ với cô chú các anh chị và các bạn cập nhật, để mình tìm hiểu và mình nắm thông tin
hoa kiển Tết ở cái thời điểm này như vậy, và mình không bị như mình không có thông tin đó các bạn, tức là mình nắm thông tin, mình tìm hiểu, và những người yêu hoa thấy cảm nhận được cái không khí Tết. Khi mà các bạn thấy ở những cái chỗ trồng hoa đó hay là cái làng hoa đó thì cái không khí Tết về rất là nhộn nhịp rồi các bạn ơi. Đó. Ở bình thường mình có thể những cái nơi không có ít trồng hoa, hoặc là mình không có hoạt động những cái vấn đề về Tết đó, thì mình không thấy được cái không khí Tết như các bạn. Nhưng mà ở những nơi trồng hoa như thế này thì cái không khí Tết rất là nhộn nhịp như các bạn. Là những thương lái đến để mua hoa rồi chở đi, rồi cô chú cũng đang chăm thêm bón phân chẳng hạn, hay là xịt thuốc chẳng hạn cho hoa, rất là nhộn nhịp, rất là vui các bạn nha. Và cái tình hình năm nay thì những cái ngành nghề khác thì mình chưa có cập nhật, nhưng mà ở cái ngành nghề trồng hoa kiển như thế này thì rất là ok. Và tiếp theo mình sẽ nói đến cái cây chủ lực mà năm nào những cô chú các anh chị cũng quan tâm, đó là cây mai. Đây là cái vườn mai rất là đẹp và mỗi năm đều xuất bán rất là nhiều. Bởi vì ở đây là những nghệ nhân ở đây là người ta thuộc hàng đẳng cấp các bạn. Đây, các bạn nhìn cái gốc là các bạn biết nè. Đó, cây mai tán tàn rất là đều, và cái rễ, đây là cái nụ hả các bạn. Lặt lá là cái nụ này bung liền. 4 ngày nữa sẽ lặt lá nha các bạn. Hôm nay là 14 thì khoảng 4 ngày nữa người ta sẽ lặt lá. Đó. Và người ta đang nước người ta đang giữ không tưới nhiều. Cho nó hơi đủ nước sống thôi. Và cái lá nó hơi vàng nè các bạn thấy nè ha. Nó hơi vàng một chút để khi mình lặt lá là bung hoa. Đây các bạn nhìn cái đế, không có gì tuyệt vời bằng ha, cái đế rất là đẹp. Và mình sẽ quay cho các bạn xem một số cái cây đế đẹp nữa nha các bạn ha. Mai, vườn mai này rất là đẹp luôn. Và các bạn yêu mai mà thấy cây nào đẹp, vừa ý cây nào thì cũng có thể nhắn tin cho mình, để mình cho các bạn số điện thoại của nhà vườn và chúng ta liên hệ trực tiếp với nhà vườn để chúng ta sở hữu những cây mai về chưng Tết các bạn ha. Đây, cái vườn mai này là của những cái nghệ nhân rất là chuyên nghiệp. Các bạn nhìn thấy ha, đây cây như thế này, đó, tàn dáng thông, không che vào đâu được nha các bạn ha. Đó, để mình zoom lại sát gốc cho bạn xem. Đây, đó, chân dài luôn, chân dài luôn nha các bạn ha. Tàn, đó, tàn ở bên trong, xương tàn rất là đẹp luôn, cứng cáp, chân dài, đế cao, đó, các bạn thấy không chê ha, rất là đẹp luôn. Và như thế này á, thì nhà vườn chia sẻ thì cũng không cao lắm, cái mức giá này cũng vài mươi triệu một cây thôi ha. Cũng vừa tầm với những anh những chị chơi hoa chơi kiển nha các bạn nha. Và tình hình hoa kiển Tết như vậy ha. Và các bạn xem video đừng quên để lại một lượt đăng ký, một lượt like, một lượt chia sẻ và bấm vào cái chuông để có những video mới các bạn là người đầu tiên nhận được video nha. Và giờ đây Giải Trí Miền Tây xin nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video lần sau. Bye bye.